rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán Bốn Mùa. Thưa quý vị, Quán Bốn Mùa như thường lệ sẽ giới thiệu đến chúng ta một món ăn rất bổ dưỡng cho sức khỏe thông qua những câu chuyện đời thường, hài hước và dí dỏm. Ngày hôm nay, tiểu phẩm mà chương trình giới thiệu đến quý vị đó là một tiểu phẩm của tác giả Ngọc Hân với tên gọi là Con Dâu Trời Ơi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Lòng mẹ bao la như biển thái bình, dạt dào tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Nhớ mẹ quá. Ý mẹ nè, cất hai cái bữa vô tủ lạnh giùm tôi đi nha. Mẹ, mẹ đi đâu nữa vậy? Sáng giờ hả, con thấy mẹ đi á, suốt cả ngày luôn. Con kiếm mẹ quá chừng luôn á, không thấy mẹ đâu hết trơn á. Kiếm mẹ làm gì? Trời ơi, thì con là con dâu của mẹ, con phải có nhiệm vụ là quan tâm chăm sóc mẹ chứ. Rủi hả, ai bắt cóc mẹ qua bên Đài Loan, Hàn Quốc, rồi con biết tìm mẹ ở ngô. Vậy ha, tao sợ cái người bị bắt qua Đài Loan là mày đó. Mệt quá à, ăn nói lung tung à. Nói chuyện trời đất gì đâu không, mà dâu giết hổng hạ chút xíu nào à. Tao vô ngủ nhức đầu quá đi. Mệt khùng quá thì khùng luôn à. Trời ơi, người ta mới có quan tâm hả, làm luôn một tăng luôn. Bởi vậy tao nói á hả, mẹ, chồng, nàng dâu, thân tôi nó khổ lắm. Ủa, mẹ. Gì? Gì nữa đây? Mẹ đâu vậy? Trời đất ơi, vậy đi đâu cũng phải hỏi nữa. Tao là má chồng của mày chứ bộ, là tao là con mày, sao đi đâu mày cũng quản lý ha? Mới gì sắt vỏ ra được là hỏi là sao hả? Không phải, tại con thương mẹ, con quan tâm tới mẹ. Nhưng mà mẹ đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, tao đi qua thăm bà ngoại mày chứ đi đâu. Ờ, con quên. Đúng rồi, bà ngoại đang bị bệnh. Mà bữa nay bà ngoại sao rồi mẹ? Thì bà ngoại con cũng đã đỡ một chút rồi. Trời ơi, từ ngày bà bệnh tới giờ thiệt mày thấy không, Tao chăm sóc cho bà nít tao tàn tạ luôn. Cái mẹ mày hồi xưa cũng đẹp lắm phải không? Đâu có đâu, con thấy giờ mẹ cũng đẹp chứ bộ. Hồi đó đó hả, mẹ trăm mấy chục ký, giờ mẹ còn có chín mấy ký à. Tính ra nhon hồi đó được mấy chục ký á. Nhon gì mà nhon, bà ngoại mày bệnh tao lo lắng tao xa suốt thấy bà luôn nè. Cái tóc tao rụng hết trơn nè, mày thấy không? Ờ ha, đúng rồi. Nhớ tóc mẹ hồi đó đó hả, dài mà suông mượt, coi như là quảng cáo dầu gội đầu cũng được luôn á. Còn bây giờ á, quảng cáo thì cũng được, nhưng mà quảng cáo mì tôm á, chứ không phải quảng cáo dầu gội đầu. Thôi đi bà ơi, mệt cũng chết luôn à. Tôi hổ mà tôi rầu cũng chết rồi. Thôi coi chừng nhà tôi đi rồi nha. Mẹ qua lo cho bà ngoại à. Mẹ đi nha. Hả? Ừ, đi à. Không ở nhà hả? Không. Không ở nhà, thôi coi tivi tiếp. Mẹ, trời đất ơi, sao giờ đem đi chợ mới về? Con hả, là con thấy là dì Tư đã đi về từ hồi sáng sớm rồi. Còn mẹ đi đâu như này mới về? Trời ơi, trời, bà làm gì vậy bà? Bà la bà làm tôi hết hồn, tôi đang mệt chết rồi bà ơi bà. Con lại bà. Nói nhỏ nhỏ. Mẹ, mẹ đi đâu giờ này mới về? Con thấy dì Tư đi về từ rất là sớm rồi. Tại sao giờ này mẹ mới về? Mày có khùng vừa phải thôi. Tao với đầu cũng chết rồi mày hỏi hoài à. Trời ơi, vừa phải thôi, dâu con gì mệt cũng chết luôn nè, coi nè. Ba chân tao run rẩy hết trơn rồi. Mẹ. Gì? Con thương mẹ lắm á. Ừ. Lúc này sao thấy mẹ xanh xao quá à. Hai mắt hả thâm quần hết trơn luôn á. Dạ con. Dạ. Mẹ, bây giờ mẹ thấy trong người mẹ làm sao? Mấy ngày nay á, mẹ không ngủ được. Ờ. Mà đầu óc mẹ, cái mẹ chán dán phải không? Mà sao mệt mỏi mà tay chân nó run, mà con coi là sức hạn mồ hết trơn rồi nè. Dạ. Kỳ ghê, không biết bị cái gì không biết, mà đôi lúc mẹ làm như mẹ bị nó muốn ói à. Mẹ muốn ói hả? Ừ. Trời ơi, không lẽ điều con lo sợ đã thành sự thật rồi sao? Điều gì vậy con? Bây giờ con đã hiểu tại sao mà mẹ thường có những cái hành tung bí mật. Mẹ. Gì? Ba con mặc dù đã mất từ lâu rồi, nhưng mà bao nhiêu niềm tin con đặt vào mẹ, bây giờ mẹ như vậy, làm sao mà con có mặt mũi nào mà nhìn ba con lối xóm nữa chứ? Trời ơi, mày làm gì tự nhiên mày khóc vậy? Tao chưa chết mày khóc vậy? Mẹ, mẹ nói thật đi, mẹ có thai rồi phải không? Cái gì? Trời ơi, cái con này tao chửi lưu vô đầu mày bây giờ á. Mày ăn nói gì vừa phải thôi mày. Chứ sao mẹ? Tao 60 tuổi rồi, làm gì có thai có bầu gì mày? Ôi, trời, con không phải vậy luôn hả? Mày khùng vừa thôi nha mày. Nè, mày nhìn mày nhìn thấy kỹ ra mày, thấy cán tao có chữ gì không? Chữ gì mẹ? Thủ tiết thờ chồng, mày biết chưa?
Mày nghĩ làm sao mà đành đợi mày vu khống cho tao mà nói tao có bầu hả? Mày coi thường tao vậy hả? Con kia. Trời, bực mình quá đi. Nãy giờ hả, đoán hai cái nào cũng được lớn hết trơn á. Ăn nói bậy bạ không à, có ra gì hết trơn á. Vậy là bệnh gì ta? Đúng thiệt. Con biết rồi, lần này là con chắc chắn luôn. Con chắc chắn với mẹ luôn. Chắc chắn sao, bệnh gì? Mẹ bị tụt huyết áp. Tăng thăng thăng thăng. Tụt huyết áp. Con nói cho mẹ nghe, mấy cái người bà con dưới quê á hả, là bị tụt huyết áp á, là triệu chứng là say sẩm mặt mày nè, nhức đầu nè, chóng mặt nè, nhiều lúc hả buồn nôn, y như mẹ kể vậy đó. Chắc chắn không, hay nó bậy nó bạ vậy đó? Không có, cái này là con đảm bảo luôn. Nhưng mày đừng lo, có một cái cách trị rất là hay cho căn bệnh của mẹ. Được không, trị được không con? Chỉ cần có một cái chiếc vòng cẩm thạch đó, mẹ đeo vô tay là bảo đảm là bệnh gì là giải quyết hết luôn. Thôi mày xạo vừa thôi, mày tự nhiên đeo cái vòng cẩm thạch vô cái là hết bệnh. Tao không tin đâu mẹ ơi. Tại sao? Tại sao đeo vòng cẩm thạch mà hết bệnh? Bởi vì á, vòng cẩm thạch đó là chiếc vòng của trời đất, của thiên nhiên, đúng không? Khi mà mẹ đeo vô á, là cái sinh khí của trời đất á, nó sẽ hút hết cái căn bệnh của mẹ. Đó, cho nên là bây giờ mẹ yên tâm đi. Đúng rồi, bây giờ á, con sẽ chạy ra ngoài chợ, con sẽ tìm người quen của con mua cho mẹ cái chiếc vòng cẩm thạch, mẹ đeo vô đảm bảo là mẹ yêu của con sẽ hết bệnh. À, thương mẹ lắm đó nha. À, bây giờ mẹ ở nhà nha. À, con sẽ đi mua vòng cho mẹ. À, đi cho con. Anh Tài ơi, anh Tài. Ồ, chị Tư. À, xin lỗi nha, lụ bù bé nhỏ, lụ bù quá. Ủa, qua kiếm Lan hả? Lan nó đâu có qua đây sáng giờ? Tôi biết. Hả? Nó đi mua chiếc vòng cẩm thạch cho tôi rồi, mà đi cả buổi, giờ đó bụng quá, nhờ qua đây nhờ anh coi nấu mấy nói món cho tôi ăn đỡ đói. Trời ơi, ủng hộ rồi, tôi lo hết mình cho chị chứ. Ủa, sáng thấy chị đi chợ mà không có nấu cơm hả? Thì hồi sáng đi chợ, nhưng mà tôi chóng mặt quá, không biết sao tự nhiên chóng mặt quá, đâu có tâm trí đâu mà mua anh. Ủa vậy hả, chóng mặt hả? Ừ. Chị bị cái gì? Tôi không biết nữa, nhưng mà hình như là ngang Lan nó, tôi bị tụ huyết áp thì phải. Tụ huyết áp? Ừ. Đâu chị nói cụ thể tôi nghe coi. Thì sao tự nhiên thấy mặt mày nó hay bị kiểu mà như là say sẩm đi, lát thấy nó ngồi thấy chón gión, lát nhìn anh thấy hai ba người luôn á. Rồi à, nó làm như nó buồn nôn rồi nó cứ. Rồi, vậy là con Lan nó nói có thể đúng đó, chị bị tụ huyết áp thiệt rồi đó chị ơi. Chết cha vậy hả anh? Ừ. Trời đất ơi, tôi bây giờ bệnh hoạn, biết bà già tôi ai nuôi đây nữa. Thôi giờ tôi đề nghị chị vậy nè, cái bệnh của chị là dạ, phải nghỉ ngơi, rồi đầu óc thanh thản thì quả mai nó mới hết bệnh được, hiểu không? Dạ vậy hả anh? Ừ. Cha, không biết Lan nó đi đâu từ sáng giờ mà nó chưa về nữa, thiệt tình. Đó, sao nãy tôi nghe chị nói nó đi mua vòng cẩm thạch. Ờ, nó đi mua vòng cẩm thạch, trời, tôi thấy đầu óc tôi riết thì không nhớ gì hết trơn. Mà sao chị đang bị bệnh hoạn mà còn mua vòng cẩm thạch rồi chi, rồi đeo chi nữa, trời ơi, thiệt, bởi vậy. Đâu có phải là xí soạn hay gì đâu. Chứ sao? Mua vòng cẩm thạch nó là đeo để cho huyết áp nó lên lại. Ôi trời, ai chỉ kỳ vậy? Thiện Lan nó nói dưới quê người ta nói vậy đó. Bậy, trời, chỉ bậy bạ làm gì, đeo vòng cẩm thạch mà ổn định huyết áp không có phải. Cái bệnh của chị này nè, để tôi nói đây cho chị nghe nha không? Dạ. Có nghĩa là chị thiếu ngủ. Dạ. Rồi cái đầu óc của chị nó căng thẳng quá đi, thành ra chị mới bị vậy đó, hiểu chưa? À trời, anh nói trúng phốc luôn, hèn chi. Hổm rài tôi thức cả tuần lễ này tôi có ngủ đâu, thức trắng giờ hai mắt vậy đó. Đó. Vậy anh có cách nào giúp tôi không anh? Rồi, thì bây giờ nè, tôi sẽ nấu cho chị một món ăn để coi chị có bớt được hay không nè, ha. Ồ. Món ăn mà trị bệnh được hả? Đó, chị trời, tìm đúng người rồi nghe. Tôi nói dạ, thiệt với chị, tôi cũng giúp được nhiều người lắm. Dạ. Bây giờ tôi nấu ăn rồi tôi nghiên cứu về món ăn đó. Dạ. Rồi cái tôi nấu mà có nhiều người ăn những món ăn của tôi mà trị được nhiều bệnh lắm đó nha. Dạ. Bây giờ cái bệnh của chị nè, huyết áp tuột ha. Dạ. Tôi sẽ cho chị ăn là canh nè, vịt nè, mà nấu với đổ trọng. Canh vịt nấu đổ trọng. Ừ. Chà, nghe hấp dẫn quá ha. Ừ, thèm rồi phải không? Thèm rồi, nhưng mà lâu lắm rồi chưa có ăn đó. Rồi sáng giờ đói bụng không ăn dạ, nha. Đúng bây rồi, giờ để tôi vô tôi nấu thử chị cái món canh đó ha. Dạ. Thì ăn thử coi nó có làm sao, nghe không? Dạ, rồi nếu được kêu ông Lan nó nấu cho ăn, nghe không? Dạ. Chờ tôi chút nha. Dạ. À, rồi. Mẹ ơi! Mẹ! Ơi! Đi đâu lâu như vậy? Ơi! Sao sáng giờ mẹ đi đâu con kiếm mẹ muốn chết luôn à. Tao qua đây với đâu, tao đói bụng qua kêu anh qua kiếm anh Sáu nấu gì ăn. Bệnh hoạn không chịu ở nhà, tối nay đi hoài à. Con mua được cho mẹ rồi nè. Bây giờ là khỏi cần đeo nữa con à. Như kỳ á, không phải. Cái vòng cẩm thạch này là tốt lắm á, nó tốt cho cái bệnh huyết áp của mẹ đó. Mẹ đeo đi. Khỏi cần đeo nữa, giờ có thuốc rồi. Đây đây, tới đây, tới đây, tới đây. À Lan. Đây nè, đó.
chị cứ dùng đi ha. Wow. Dùng đi đây. Ôi, cái gì mà ngon quá vậy chú? Trời ơi, hơn cái món này đó là khỏi đeo chiếc vòng của con đó. Trời kỳ vậy. Cái này á ăn vô là ổn định được huyết áp nè con. Ủa, huyết áp là liên quan tới cái bệnh của mẹ đó mẹ. Đây nè. Để anh tài đây nè, chú ghi rõ ràng để con về cái con nấu cho mẹ con ăn nha không? Đây nè, cái này gọi là canh vịt đổ trọng, con hiểu không? Con mua chừng khoảng 100 gram thịt vịt ha. Thôi, không vịt mình chơi nguyên con luôn. Nguyên con đã. Rồi thôi, mày muốn nguyên con một bầy cũng được nữa không? Là mà nghe nè, chú ghi trong này là con về con làm y vậy nha không? Có nghĩa là mình nấu vịt là 30 phút, thấy không? Rồi cái mình cái giá đổ trọng là khoảng 30 gram ha. Rồi mọc nhĩ trắng đó khoảng 30 gram đó. Cái mình nấu vậy khoảng 15 phút đó. Rồi cái thịt vịt nè, rồi mọc nhĩ nè, nước canh bỏ đổ trọng vô nè, thích hợp với người bị huyết áp cao, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ à, đúng bệnh vậy phải không? Dạ đúng rồi chứ. Nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị mà ăn cái này rồi đó, chị cử không ăn đồ chua nha. Dạ. Nghe không? Chị nhớ ăn đồ chua thì nó không có tốt lắm, nghe không? Chị nhớ điều đó nha không? Nè Lan, con giữ cái này để rồi con nấu cho mẹ con ăn, nghe không? Vậy giờ ăn cái này hết bệnh vậy, cái vòng này giờ làm gì giờ? Con đem trả cho người ta nha. Thôi bậy bà nè, trả người ta chửi chết. Bây giờ con cất nó đi. Nè nó nghe nè, bây giờ con chạy qua nhà chú Út bắt con vịt nha không? Dạ. Về nấu cho mẹ ăn nha không? Rồi cái tô này sao? Tao ăn. Trời ơi, chiếc vòng này không, mình lấy mình đeo luôn cho rồi luôn. Không biết ai mà chỉ kỳ cục vậy, vòng cẩm thạch mà đeo vô mà ổn định huyết áp. Cái này khó tin quá, chị thấy không? Đây nè, món ăn nè thì nó sẽ ổn định được huyết áp. Dạ. Chị cứ ăn đi. Dạ. Rồi cái nếu mà chị thấy tốt đó ha, rồi cái chị về chị kêu con Lan nó làm cho chị ăn, nghe không? Để thử miếng này nha. Trời ơi ngon quá anh ơi, đã quá. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được theo dõi một tiểu phẩm rất vui cùng với tất cả các diễn viên của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại hai vị khách mời quen thuộc. Xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ Đào Thị Yến Thủy. Chào Thiếu Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ Phan Quốc Hưng. Xin chào Tuyết Vinh, xin chào bác sĩ Thủy, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa hai bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì quý vị khán giả của chương trình được giới thiệu đến món canh vịt đổ trọng. Thì có lẽ là mọi người cũng đã rất là quen thuộc với vịt rồi. Còn đổ trọng thì có lẽ là nhiều quý vị khán giả vẫn còn thắc mắc đây là bài thuốc, vị thuốc gì đây. Thì có lẽ là sẽ nhờ bác sĩ Hưng giải thích thêm cho tất cả quý vị khán giả về hai thành phần của món ăn này ạ. Thì đây là một cái món canh, nó gồm có hai cái thành phần chính. Đó là thịt vịt và vị thuốc của Đông Y là đổ trọng. Thì cái thịt vịt đó là cái món ăn đó là thường ngày, là món rất là ngon và rất là giàu dinh dưỡng. Thì cái thịt vịt thì theo Đông Y nó có cái vị ngọt ha, tính nó hàn, nó hơi lạnh. Thì trong Đông Y cái thịt vịt nó có tác dụng là bổ huyết ha, bổ tỳ vị. Ngoài ra thì nó có tác dụng là bổ thận nữa. Thì trong Đông Y cái thịt vịt người ta dùng rất tốt cho những cái người mà suy nhược cơ thể, những cái người mà bệnh lâu ngày đó, những cái người mà thận hư ha, những cái trường hợp mà thận hư. Thì thịt vịt nó có thể là dùng cho những người mà cao huyết áp mà cái thể thận hư cũng rất là tốt. Còn cái đổ trọng thì theo Đông Y nó có cái vị ngọt, tính nó hơi ôn, thì có tác dụng là bổ can thận, mạnh gân cốt. Thì cái đổ trọng nó có tác dụng là nó chữa những cái trường hợp là đau lưng, mỏi gối, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, ha, tiểu đêm nhiều. Thì đó là những cái triệu chứng của thận hư. Thì cái đổ trọng theo những cái nghiên cứu hiện nay á, thì cái dịch chiết của đổ trọng á, nó có tác dụng là hạ áp ha, hạ huyết áp, đặc biệt là những cái trường hợp mà huyết áp lâu năm á, có biến chứng lên tim mạch ha, và thận á, thì cái đổ trọng dùng rất là tốt. Nói chung cái món canh này dùng rất tốt cho những cái người suy nhược cơ thể, mà những người bị cao huyết áp mà đã có biến chứng là suy tim thì dùng cũng rất là tốt. Về mặt dinh dưỡng thì khi sử dụng món ăn này thì chúng ta sẽ có được những giá trị dinh dưỡng gì thưa bác sĩ Thủy? Giá trị dinh dưỡng chủ yếu của món ăn này là đến từ cái thịt vịt ha. Thì thịt vịt đây là thuộc nhóm gia cầm, một thực phẩm cung cấp chất đạm. Chất đạm tức là cung cấp các loại axit amin. Thì từ các axit amin này, cơ thể mình sẽ dùng để tổng hợp lên cơ bắp của chúng ta nè, rồi những chất nội tiết tố, những cái đạm trong máu, rồi những cái chất gọi là hormone tăng trưởng chẳng hạn, để mà chúng ta hoạt động cho trẻ em phát triển. Từ axit amin nó sẽ cung cấp chuyển hóa thành năng lượng để cung cấp năng lượng. Với những cái thành phần từ thịt á, thì mình thấy là nó sẽ đi kèm với chất sắt, là chất sắt dùng để bổ máu,
rồi canxi để bổ cho xương và răng. Đối với thịt vịt thì phải nói đây là một loại đạm hiền, tại vì cái chất béo đi với thịt vịt thì nó là đạm động vật đó, nhưng mà lại không có kèm cholesterol, không có nhiều chất béo no, cho nên là đây là cái đạm, loại đạm chúng ta có thể ăn nhiều và ăn thường xuyên thì cũng không có hại sức khỏe, kể cả những người có những vấn đề về mỡ máu hay là bị những cái biến chứng về tim mạch hoặc là về tiểu đường chẳng hạn. Thì khi ăn cái món này thì mình thấy là nếu mà canh mà nấu với thịt vịt thôi ha, thì đó là cái không chỉ là lên chất dinh dưỡng từ thịt vịt, còn nếu mà mình nấu thêm hình cháo chẳng hạn thì nó sẽ có thêm dinh dưỡng từ cái bột đường, hoặc là nếu mình nấu canh mình ăn với cơm thì nó sẽ có thêm cái những bột đường. Thì đây chỉ là một món canh thôi, nó chưa có là hình một món ăn hoàn chỉnh, cho nên chúng ta lưu ý là khi sử dụng phải cân đối. Dạ. Thưa bác sĩ Hưng, trong các bài thuốc đông y của chúng ta thì ngoài đổ trọng ra, mình có thể sử dụng một vị thuốc nào khác để thay thế trong món ăn này hay không? Hoặc là ngoài thịt vịt thì quý vị khán giả chúng ta có thể sử dụng một loại thực phẩm nào khác nữa không ạ? Thì cái món canh vịt đổ trọng này thì nó có tác dụng, ngoài cái tác dụng bổ dưỡng thì nó còn có tác dụng là hỗ trợ cho những người bị cao huyết áp ha. Và nếu mình không có thích ăn cái thịt vịt đó, thì mình có thể thay bằng một loại đạm khác như là thịt gà hoặc là thịt dê. Còn nếu mà không có đổ trọng thì mình có thể thay bằng cúc hoa ha, câu khỉ tử hoặc là hoa hòe. Thì những cái vị thuốc đó nó cũng có tác dụng là hạ áp ha, dùng thích hợp cho những người mà cao huyết áp. Dạ. Và chắc chắn là những cái vị thuốc đó mình cũng rất là dễ tìm tại các nhà thuốc đông y phải không thưa bác sĩ? Thưa bác sĩ Thủy, vậy thì bây giờ bác sĩ có một lời khuyên nào đó dành cho tất cả quý vị khán giả khi sử dụng món ăn này không ạ? Khi mà ăn cái món này thì chúng ta chú ý là nếu chúng ta dùng thịt trong một bữa ăn thì bình thường một cái khuyến cáo dinh dưỡng thì với một bữa ăn của người lớn trưởng thành thì chúng ta ăn khoảng 50 gram thịt thôi. Nhưng nếu mà chúng ta ăn thịt vịt thì chúng ta có thể ăn được từ 90 đến 100 gram, có nghĩa là ăn cái lượng nhiều hơn. Các bạn có thể tự nhẩm bằng cái khoảng ngón tay mình thì được khoảng 2 cục to như vậy. Thì như vậy là được. Và chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta ăn cái món canh thịt vịt này với lại cái món mà bắp cải sống mà chúng ta làm gỏi, thì chúng ta lưu ý là bắp cải sống thì nó sẽ có cái chất kháng giáp, cho nên những người bị bướu cổ thì chúng ta phải hạn chế, có nghĩa là ăn ít, ăn một tuần 1 đến 2 lần thì được. Chúng ta không nên ăn thường xuyên bắp cải sống. Còn bắp cải mà chúng ta luộc chín thôi, tất nhiên chất kháng giáp sẽ hết và chúng ta có thể ăn được nhiều hơn. Tôi cũng xin lưu ý quý vị khán giả là tại cái món này là cái món là vịt, thì nãy tôi nói là nó tính là nó hơi lạnh. Thì những cái quý vị nào thì hay bị là lạnh bụng á, là có triệu chứng của tỳ vị hư hàn, là ăn uống nó đầy bụng khó tiêu á, thì mình có thể mình ăn ít lại, hoặc là mình có thể mình thêm ít gừng vô thì nó cũng có tác dụng là ôm ấm tỳ vị. Và nhưng mà đặc biệt thì cái món ăn mình phải đa dạng ha. Dạ, xin cảm ơn hai bác sĩ đã tư vấn rất là nhiều thông tin cho tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chương trình Quán Bún Mùa kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.